Khi chúng tôi nhận được sự hỗ trợ của dự án thì chúng tôi đã có những cái bước tiến rất là lớn trong việc kinh doanh. Doanh thu của chúng tôi tăng lên gấp đôi. Nhờ IC Covid, Emrin đã có thể kết nối, hợp tác với nhiều bên đơn vị đồng hành cùng với Emrin trong những dự án phân loại rác tại nguồn, tích điểm đổi quà cho người dân và đóng góp vào mục tiêu bảo vệ môi trường. Hiệu quả, thay đổi, sáng tạo, hữu ích, thiết thực, chu đáo, kết nối, phát triển, thân thiện, lan tỏa, sáng tạo, linh hoạt, đồng hành, hữu hiệu, hoàn hảo.